Tamda Media xin chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý của ngày hôm nay. 1/3 người Séc muốn có giấy phép sử dụng súng cho mục đích bảo vệ bản thân, gia đình hoặc tài sản. Tình hình bầu cử Mỹ năm nay qua ghi nhận của phóng viên tại California. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Côn Minh bắt đầu tham dự 3 hội nghị cấp cao tại Trung Quốc. Thưa quý vị, các công ty phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận lũ lụt vừa qua, có thể bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp lương cho nhân viên từ nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, mỗi người lao động có thể nhận được tới 18.400 krone mỗi tháng, bao gồm cả các khoản bảo hiểm. Vào đầu tháng 10, chính phủ Séc đã phê duyệt chương trình hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt và dự kiến chi khoảng 1 tỷ krone. Bộ trưởng Bộ Lao động Séc Marian Jurečka cho biết Bộ đang bắt đầu nhận đơn xin trợ cấp từ các công ty bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt và ở những nơi người dân không thể làm việc vì nhiều lý do và gặp trở ngại như công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ hoặc nhà cung cấp của công ty bị ảnh hưởng và không thể thực hiện việc giao hàng. Theo quy định của Bộ Luật Lao động, các công ty bị ngập lụt phải tạm dừng hoạt động, sẽ phải trả cho nhân viên ít nhất 60% thu nhập trung bình của họ nếu người lao động không thể làm việc do mất năng lượng, nguyên liệu thô hoặc các nguồn cung cấp khác thì số tiền ít nhất là 80% tiền lương. Người sử dụng lao động có thể nhận được trợ cấp từ Sở Lao động để bồi thường cho nhân viên hoặc người lao động làm việc theo thỏa thuận trong khoảng thời gian bắt đầu từ 5 ngày sau khi mưa lũ xảy ra, tính từ ngày 13 tháng 9. Khoản hỗ trợ áp dụng cho các công ty có trụ sở hoặc cơ sở hoạt động nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trên toàn Cộng hòa Séc, ngoại trừ Praha và ba vùng Karlovy Vary, Plzeňský và Středočeský. Sở Lao động sẽ cung cấp tới 18.400 krone đối với mỗi người lao động bao gồm các khoản bảo hiểm. Các công ty có thể nộp đơn xin trợ cấp bằng hình thức điện tử. Các công ty sẽ phải chứng minh rằng họ không mắc nợ và bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thực sự, như xác nhận từ tòa thị chính, từ lực lượng cứu hỏa hay từ nhà cung cấp về việc gián đoạn nguồn cung năng lượng và nguyên liệu. Các công ty cũng có thể nhận được các khoản vay trả chậm hoặc hoãn chi trả các khoản tiền đặt cọc bảo hiểm cho cơ quan an sinh xã hội. Có tới 1/3 người Séc đang cân nhắc việc xin giấy phép sử dụng súng nhóm E. Giấy phép này có thể được cấp để bảo vệ sức khỏe và tài sản cá nhân. Theo thống kê của cảnh sát, hiện có hơn 316.000 người có giấy phép sử dụng súng ở Cộng hòa Séc. Số lượng súng đang được sở hữu là hơn 1 triệu khẩu súng. Giấy phép sử dụng vũ khí nhóm E là nhóm phổ biến nhất với 260.000 người. Những người có giấy phép nhóm E cũng thường kết hợp với các nhóm khác như nhằm mục đích thể thao, săn bắn hoặc sưu tầm. 70.000 người ở Cộng hòa Séc có giấy phép sử dụng súng vì lý do nghề nghiệp. Trong 70% trường hợp muốn có giấy phép sử dụng súng là vì lý do an ninh và bảo vệ tài sản. Và những người quan tâm thường lấy đó là lý do để có được giấy phép sử dụng súng nhóm E. 1/10 số người khảo sát cho biết lý do là yêu thích vũ khí hoặc bắn súng trên tinh thần thể thao. 9% những người được khảo sát cho biết họ lo lắng về tội phạm đang gia tăng. Liên quan đến cuộc khảo sát hiện tại, cơ quan Stemmark cũng nhớ lại cuộc điều tra của Ủy ban châu Âu từ những năm 2013 cho thấy số lượng vũ khí ở Cộng hòa Séc chỉ ở mức trung bình và khoảng 13 khẩu súng trên 100 người dân. Ở Sip, Scandinavia và cả nước láng giềng Áo, con số này cao hơn đáng kể, thậm chí ở mức gấp đôi. Ở Cộng hòa Séc và Litva, 43% số người được hỏi đưa ra lý do sử dụng súng là vì lý do an ninh, an toàn của bản thân, trong khi mức trung bình của tất cả các nước EU, lý do này là 14%. Người dân Séc thường vứt bỏ bàn ghế cũ hay tủ lạnh hỏng tại khu vực thùng rác. Tuy nhiên, những loại rác này phải được đưa đi vứt tại các bãi thu gom. Nhiều thành phố ở Séc đang đau đầu về vấn đề này và thường thì rất khó để xác định được thủ phạm. Trong nhiều trường hợp, người dân tại các khu dân cư ở Most thường vứt những chiếc ghế sofa cũ, tủ quần áo hay cả các thiết bị điện ngay bên cạnh thùng rác thay vì mang chúng đến bãi thu gom. Những loại rác thải này thường nằm cạnh thùng rác ở những khu vực khá hẻo lánh của thành phố. Theo cảnh sát, phần lớn rác thải này được vứt tại đó từ những người yếu thế trong xã hội, là những người thường xuyên chuyển nhà và không mang theo đồ nội thất bên mình. Không chỉ vậy, ngay cả những đống vụn từ việc sửa chữa căn hộ cũng vứt vào thùng rác, thường là từ trực tiếp những người thợ. Thông qua hình ảnh camera, cảnh sát Most đã bắt được một số thủ phạm. Theo giám đốc cảnh sát thành phố, trong trường hợp bắt được người vi phạm tại chỗ, cảnh sát sẽ xử lý bằng cách phạt và để người vi phạm dọn dẹp, đưa tình trạng lộn xộn tại đó trở về trạng thái ban đầu. Mức phạt có thể lên tới 50.000 krone. Tại Teplice vào năm ngoái,
Tòa thị chính đã cung cấp miễn phí các thùng rác công suất lớn, nhưng chúng chủ yếu được người dân ở các làng xung quanh sử dụng. Vì thế, tòa thị chính Teplice đã ngừng cung cấp thùng rác này. Phát ngôn viên thành phố cho biết, thành phố sẽ phải tự dọn dẹp nếu không tìm ra thủ phạm. Vào năm ngoái, thành phố đã chi 4,85 triệu coron để dọn dẹp. Việc đưa rác thải đến bãi thu gom là miễn phí, ngoại lệ có thể là loại bỏ lốp xe hoặc hóa chất. Châu đang chuẩn bị quy định về thù lao minh bạch nhằm loại bỏ sự khác biệt về lương giữa nam giới và nữ giới. Theo đó, các công ty sẽ phải báo cáo mức lương của từng vị trí công việc. Nhưng các chuyên gia cho rằng, những thay đổi này có thể làm xấu đi mối quan hệ tại nơi làm việc. Phụ nữ thường có mức lương thấp hơn nam giới mặc dù họ đều làm cùng một công việc. Theo Brussels thì tình trạng bất bình đẳng này đã có từ lâu và hiện cần phải thay đổi. Nhưng tại Cộng hòa Séc, chênh lệch lương của nam và nữ có cùng một vị trí là gần 18%. Đây chính là mục tiêu cần khắc phục mà châu Âu đã đặt ra. Theo chỉ thị thì các công ty sẽ phải cung cấp thông tin về cách mà họ đánh giá nhân viên của mình. Trong thực tế, điều này có nghĩa là những chủ sở hữu lao động sẽ phải cung cấp thông tin về mức lương cho mỗi vị trí công việc. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ là vấn đề đối với các vị trí công việc đòi hỏi kỹ năng. Ngoài ra, sẽ còn là vấn đề quan liêu. Các công ty sẽ phải thông báo thường xuyên với nhà nước về mức chênh lệch giữa lương của phụ nữ và nam giới. Cộng hòa Séc có thời hạn đến năm 2026 để thông qua các luật liên quan và sẽ áp dụng đối với các công ty có từ 100 nhân viên trở lên. Bộ trưởng Bộ Lao động Séc Marian Jurečka cho biết mục đích của chỉ thị này là để các nhân viên biết được mức lương tổng quát của mỗi vị trí công việc. Chúng ngay phần thưởng hấp dẫn khi mua Haribo. Trong tháng 11 này, khi mua 5 cút Haribo 80g đến 100g vị bất kỳ, khách hàng giữ hóa đơn và truy cập vào website tandafood.eu/haribo để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng. Notebook Asus ZenBook S16 OLED. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024 tại chuỗi siêu thị Tamda Food và dịch vụ Tamda Express. Tính đến thời điểm này, có 52 nước đã ký vào lá thư gửi Liên Hợp Quốc kêu gọi dừng việc bán vũ khí cho Israel trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông không ngừng leo thang trong những thời gian qua. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 3 tháng 11 cho biết họ đã đệ trình một lá thư lên Liên Hợp Quốc có chữ ký của 52 quốc gia và hai tổ chức liên chính phủ kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Theo đó, ông Fidan cho biết các quốc gia này đã kêu gọi tất cả các nước ngừng bán vũ khí và đạn dược cho Israel. Trong số những bên ký kết vào lá thư có Ả Rập Xê Út, Brazil, Algeria, Trung Quốc, Iran và Nga. Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cả hai đều là tổ chức liên chính phủ trong Liên Hợp Quốc, cũng đã ký vào văn bản này. Tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel. Ông cho biết, biện pháp này sẽ là một giải pháp hiệu quả để chấm dứt cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói vào tháng trước rằng lệnh cấm vũ khí có thể là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Chính quyền Mỹ cũng đã gửi thư cho chính phủ Israel yêu cầu Tel Aviv hành động để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza trong vòng 30 ngày tới. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn và bão sau thảm họa ở Valencia khiến ít nhất 214 người chết. Hôm 3 tháng 11, cơ quan khí tượng Tây Ban Nha EMET đã cảnh báo mức thời tiết ở khu vực ven biển thành phố Valencia lên mức cảnh báo đỏ, tức cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết của nước này, do dự kiến sẽ tiếp tục có mưa lớn. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, một trận mưa kinh hoàng kéo dài hàng giờ đồng hồ đã đổ xuống Valencia, gây lũ lụt thảm khốc khiến ít nhất 214 người chết. Trong số những nạn nhân mới được ghi nhận, thi thể của một cụ bà 70 tuổi được tìm thấy cách nhà bà hơn 12 km do bị nước lũ hôm 1 tháng 11 cuốn trôi. Phản ứng của chính quyền Tây Ban Nha sau khi thảm họa xảy ra cũng chậm chạp, khiến tình hình càng thêm tồi tệ hơn. Cộng thêm sự phối hợp thiếu chuyên nghiệp của các cơ quan ban ngành trước thảm họa, khiến người dân ở Valencia vô cùng tức giận. Theo lời người dân, vài giờ sau khi cơ quan thời tiết Tây Ban Nha phát cảnh báo lũ lụt, các nhà chức trách địa phương mới ban hành văn bản cảnh báo đến người dân. Theo các nhà phân tích, sự chậm trễ của chính quyền nước này đến từ vấn đề chính trị, bởi Thủ tướng Sanchez và Thống đốc Mazón đến từ hai đảng phái chính trị khác nhau. Và theo hệ thống chính trị của Tây Ban Nha, chính quyền liên bang nước này không thể giải ngân các quỹ, các nguồn lực khẩn cấp mà chưa có sự cho phép của chính quyền khu vực. Hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump dồn nỗ lực phút chót vào bang chiến địa Pennsylvania. Tiểu bang này có thể là chìa khóa mở cánh cửa vào Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, dành ngày cuối của hành trình để vận động cử tri tại ba bang chiến địa, bao gồm Bắc Carolina, Pennsylvania và Michigan. Tại Bắc Carolina, cựu Tổng thống kêu gọi người dân ra khỏi nhà và bỏ phiếu, và cho rằng phe đối thủ sẽ chẳng thể làm gì nếu tất cả mọi người đều đi bầu cử. Trong sự kiện tại thành phố Reading, bang Pennsylvania, ông cho rằng
Phó Tổng thống Kamala Harris nên bị đặt lên võ đài để đấu với huyền thoại đấm bốc hạng nặng Mike Tyson. Ông cũng đưa ra tuyên bố rằng hai vận động viên đấm bốc tại kỳ Olympic vừa qua tại Pháp là nam chuyển giới thành nữ. Tại thành phố Pittsburgh ở bang Pennsylvania, ông Trump lặp lại gợi ý về một giải đấu võ cho người nhập cư. Cựu Tổng thống cũng tiếp tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về gian lận bầu cử, có thể làm mọi ý tưởng xấu để thắng cử. Ông Trump sẽ phát biểu tại sự kiện chốt hạ vào lúc gần nửa đêm tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan, tương tự như các năm 2016 và 2020. Trong khi đó, bà Harris dành cả ngày vận động cuối tại Pennsylvania, tiểu bang được đánh giá mang tầm quan trọng bậc nhất cho cuộc bầu cử. Ứng viên Đảng Dân Chủ có nhiều sự kiện vận động và ghé vào một nhà hàng ở Puerto Rico, sau đó gõ cửa một số nhà dân để kêu gọi đi bỏ phiếu. Trong các bài phát biểu, bà Harris tìm cách tạo ấn tượng tích cực, nói muốn trở thành tổng thống của toàn bộ người Mỹ. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ là người sẵn sàng lắng nghe các chuyên gia, những bên liên quan và cả những ý kiến bất đồng, bà Harris cho biết tại Pittsburgh trong bài phát biểu chỉ vỏn vẹn 10 phút. Cũng tại đây, bà Harris cho rằng động lực đang đứng về phía bà và khẳng định nước Mỹ đã sẵn sàng cho khởi đầu mới, nhấn mạnh rằng đã đến lúc cho một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và bà sẵn sàng mang lại sự lãnh đạo đó với tư cách là tổng thống kế tiếp của Mỹ. Sự kiện cuối cùng của bà Harris trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ sẽ là bài phát biểu tại thành phố Philadelphia. Theo tờ Washington Post, ngày 5 tháng 11, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp an ninh chưa từng có trong lịch sử tại nhiều địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho cử tri và bảo vệ các lá phiếu trong kỳ bầu cử năm 2024. Các biện pháp an ninh đặc biệt bao gồm triển khai lính bắn tỉa tại những địa điểm bỏ phiếu quan trọng, máy bay không người lái drone để giám sát các mối đe dọa, các nút khẩn cấp và áo chống đạn cho nhân viên bầu cử nếu phát hiện sự cố. Các thùng phiếu ngoài trời và điểm bỏ phiếu cũng được bảo vệ chặt chẽ bằng kính chống đạn, cửa thép và thiết bị giám sát. Đồng thời, nhân viên tại điểm bỏ phiếu cũng được trang bị bộ đồ chống độc và thuốc giải độc do những năm trước từng xuất hiện các bưu kiện chứa bột lạ. Theo các nhà phân tích, mối đe dọa lớn nhất của kỳ bầu cử lần này chính là nhiều khả năng những cử tri ủng hộ ông Trump sẽ phủ nhận kết quả bầu cử nếu ông Trump không thắng, đặc biệt là sau các cuộc biểu tình và cuộc tấn công vào điện Capitol vào tháng 1 2021. Khi đó, tại hạt Maricopa, bang Arizona, nơi có số cử tri đông nhất ủng hộ ông Trump, hàng trăm cử tri đã biểu tình bên ngoài trung tâm kiểm phiếu, trong khi những lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm bên trong tòa nhà. Vì thế, trong kỳ bầu cử năm 2024, ông Russ Skinner, cảnh sát trưởng hạt Maricopa, đã huy động tới 200 nhân viên làm việc ngày đêm trong suốt kỳ bầu cử, đồng thời có kế hoạch bố trí lính bắn tỉa trên nóc nhà nếu cần thiết. Ông Skinner cho biết, năm 2020 đã làm thay đổi hoàn toàn mô hình tổ chức an ninh và nhân sự, khi trước đó chỉ có tối đa 50 nhân viên làm việc trong các cuộc bầu cử. Tại thủ đô Washington, cảnh sát trưởng Pamela Smith cũng cho biết, hơn 3.000 cảnh sát sẽ làm việc theo ca kéo dài 12 tiếng. Vâng, thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 11, dấu mốc quan trọng nhất trong suốt một năm qua đối với người dân nước Mỹ. Đây là ngày tất cả các cử tri của Mỹ sẽ cùng lựa chọn ra tân tổng thống mới cho nước Mỹ, người sẽ dẫn dắt nước Mỹ trong suốt 4 năm tiếp theo. Cuộc bầu cử này còn ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị và kinh tế của thế giới. Và ngay lúc này, chúng tôi đã liên hệ với nhà báo Derek Phạm của kênh Nửa Vòng Trái Đất TV tại California, Mỹ để cùng nắm tình hình bầu cử trong ngày 5 tháng 11 này. Vâng, xin chào anh Derek Phạm. Cảm ơn anh đã tham gia cuộc phỏng vấn nhanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên, anh có thể cho biết tình hình ngày bầu cử 5 tháng 11 tại Mỹ như thế nào không ạ? Sáng ngày mùng 5 tháng 11 theo giờ California, nhìn chung tình hình bầu cử năm nay thì không có nhiều tranh cãi so với 4 năm trước đây. Như các bạn cũng biết là 4 năm trước đó, trước ngày bầu cử diễn ra, cái việc mà tranh cãi nhiều nhất đó là cái việc mà các cử tri sẽ đi bầu trực tiếp hay là gửi lá phiếu qua mail, qua đường bưu điện. Nhưng mà năm nay thì lại không có chuyện đó. Bằng chứng là chúng ta thấy rõ ràng là năm nay thậm chí tiểu bang, một trong những tiểu bang chiến địa là tiểu bang Georgia, ghi nhận cái con số kỷ lục của những cử tri gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện, mà thậm chí tiểu bang này còn cho rằng là trong ngày 5 tháng 11 sẽ ghi nhận cái hình ảnh là con số đến bầu trực tiếp rất vắng so với những năm trước đây. CNN của Hoa Kỳ, con số mới nhất theo những dữ kiện cũng như những cuộc bầu cử trước đây, thì họ dự đoán về mặt lý thuyết, ông Donald Trump sẽ có chắc chắn ít nhất 219 phiếu đại cử tri. Vâng. Trong khi đó thì bà Harris chắc chắn ít nhất có 226 phiếu đại cử tri. Như vậy là về mặt lý thuyết thì theo như CNN, ông Trump cần 51 phiếu đại cử tri. Vâng. Trong khi bà Harris chỉ cần có 44 phiếu đại cử tri mà thôi. Những tiểu bang chính địa bao gồm Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Georgia lúc bấy giờ 3 tháng trước được chú ý nhiều nhất bởi vì đây là tiểu bang mà gây ra tranh cãi nhiều nhất
4 năm về trước. Nhưng mà rất đặc biệt là càng đến ngày bầu cử lần này diễn ra thì Pennsylvania mới là tiểu bang được chú ý nhiều nhất, nơi có tới 19 phiếu đại cử tri đoàn. Và nếu mà nói theo CNN thì bà Harris cần 44 phiếu đại cử tri, nó lại rơi vào 3 tiểu bang có thể xem là sẽ dẫn đến cái chiến thắng rất nhanh cho bà Harris nếu như bà thắng ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Bởi vì Wisconsin 10 phiếu, Michigan 15 phiếu và Pennsylvania 19 phiếu, tổng lại là bà sẽ có đủ thêm 44 phiếu đại cử tri đoàn. Trong giới quan sát chính trị Hoa Kỳ cho rằng là tân tổng thống sắp tới đây phải là người chiến thắng ở tiểu bang Pennsylvania. Người Việt tại Mỹ có hào hứng với việc bầu cử tổng thống năm nay không thưa anh? Không riêng gì là cuộc bầu cử năm nay, chắc là bạn cũng còn nhớ là 4 năm trước, năm 2020, thậm chí lúc bấy giờ cái mức độ ảnh hưởng về mặt truyền thông và sự chú ý của người Việt không những là ngoài nước mà là trong nước cũng chú ý nhiều hơn, bởi vì nó có yếu tố ông Donald Trump và yếu tố Trung Quốc ở trong đó. Khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra và ông Trump thì thường dùng những cái tweet của ông ấy cũng như là những cái lời nói dữ dội đối với Trung Quốc, khiến cho người Việt Nam về mặt yếu tố chính trị đó thì họ ủng hộ và chú ý đến cuộc bầu cử Mỹ. Bởi vì có những người trung niên lớn tuổi thì họ tin tưởng rằng là nếu ông Trump chiến thắng và làm tổng thống Mỹ thì sẽ có lợi trong cái việc mà Trung Quốc không ăn hiếp các nước xung quanh, chắc chắn trong đó có yếu tố Việt Nam. Thì đó là về mặt người Việt Nam quan tâm. Nhưng mà lần này đó thì tôi quan sát rằng là cái sự thể hiện của những người ủng hộ ông Trump mà là những người ứng cử viên gốc Việt, nó không rầm rộ và dữ dội như 4 năm về trước. Bởi vì theo như tôi quan sát thì không có nhiều cái cuộc xuống đường. Nếu như bạn có theo dõi thì 4 năm trước, mặc dù rơi vào thời điểm Covid-19, nhưng mà rất đông người Việt ở những thành phố có đông người Việt trên nước Mỹ, họ không ngần ngại mặc những cái hình ảnh cũng như là mang cờ ông Donald Trump xuống đường đi diễn hành. Nhưng mà lần này thì chúng tôi quan sát thì những cái cuộc diễn hành đó nó lại ít diễn ra hơn. Nhưng mà điều đó không nói lên được là cái mức ủng hộ của những người Việt ủng hộ ông Trump 4 năm về trước giờ đây nó có thuyên giảm hay không, chúng ta không thể trả lời được vậy. Nhưng mà hiện tượng tôi cho bạn biết là cái hiện tượng tôi đang quan sát ở tại Nam California và các tiểu bang có đông người Việt là như vậy. Vậy theo anh nhận thấy, người Việt có sự lựa chọn ra sao đối với hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris? Thì tôi có thể nhìn nhận một cách nhanh như thế này. Những người như tôi nói là cử tri trung niên mà đã từng ít nhất là sống nửa cái khoảng thời gian của họ ở Việt Nam và giờ đây họ sống ở Mỹ đó, thì họ nghiêng về ủng hộ ông Donald Trump bởi vì có yếu tố Trung Quốc ở trong đó. Nhưng nếu mà những cử tri trung dung tầm khoảng chừng 35 tuổi, ngay cả là 40 tuổi đổ lại đó, và họ không có yếu tố Trung Quốc, không có yếu tố chính trị trong đây, thì họ ngược lại là ủng hộ bà Kamala Harris nhiều hơn. Việc các gia đình bất đồng vì quan điểm chính trị có phổ biến ở Mỹ không, và đặc biệt là trong cộng đồng người Việt ở Mỹ thưa anh? Nó có diễn ra chứ không phải là không có, nhưng mà nó chỉ là một số ít mà thôi, hoặc là có thể là nhiều trường hợp hơn mà chúng ta không thấy được. Điển hình là tôi chỉ thấy một vài trường hợp, trong đó có những gia đình người bạn bè của tôi, đó là có những cái trường hợp như là bố mẹ nghiêng về Đảng Cộng Hòa và bằng mọi giá phải muốn cả con mình ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump, nhưng mà những người con ngược lại thì lại không muốn điều đó, mà hai bên tranh cãi và nó thậm chí dẫn đến cái bất đồng đến nỗi mà có một khoảng thời gian hai cha con không nhìn mặt nhau. Cái điều đó là có. Đó là về cái sự khác biệt giữa quan điểm của những người trung niên trở lên và những người thuộc tầng lớp trẻ tuổi đó, thì họ có cái nhìn khác. Nhưng mà nước Mỹ thì bạn muốn bầu trai bạn bầu, nhưng mà đa số văn hóa Á Đông và văn hóa người Việt Nam đó, thì họ muốn ngay cả là không những họ mà là người thân, bạn bè và con gái của họ phải ủng hộ và bầu cho cái ứng cử viên mà họ chọn luôn. Cho nên nó mới gây ra một cái sự tranh cãi trong gia đình, đó là như vậy. Anh có nhận định ra sao nếu ông Donald Trump giành chiến thắng? Việc này có ảnh hưởng ra sao đến tình hình chính sự và kinh tế thế giới hiện nay ạ? Tình
hình chính sự thì rất khó nói, nhưng mà điều mà người ta quan tâm nhất bây giờ không riêng gì những người Mỹ, trong đó có tôi và thậm chí là giới quan sát, lo lắng nhất là nếu ông Donald Trump quay trở lại làm chủ Nhà Trắng đó, thì quan hệ giữa Hoa Kỳ với NATO nó sẽ như thế nào? Nó sẽ xấu đi như thời ông Trump làm tổng thống trước đó hay không? Bởi vì người ta tin tưởng rằng là nếu Hoa Kỳ với chính sách American First của ông Trump đó tiếp tục như vậy thì sẽ không có lợi cho NATO, mà điều đó nó sẽ khiến cho Ukraine và cuộc chiến Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đó là điều mà chúng ta có thể thấy được về những lo ngại trước mắt. Còn về tình hình kinh tế thì vào thời ông Trump, kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới tốt, ổn định. Nhưng một cách công tâm phải nhìn nhận rằng cả thế giới đã bị COVID-19 ảnh hưởng rất là nặng nề. Và ngay cả bây giờ là được, với cái nhìn của tôi là một người đang làm việc và sinh sống tại Hoa Kỳ, ngay cả ông Trump quay trở lại làm chủ Nhà Trắng sau ngày 5 tháng 11 tới đây, tôi không nghĩ rằng là ngay cả ông Trump hay bất kỳ ai, mà ngay cả bà Harris, có thể biến kinh tế Hoa Kỳ và có thể ảnh hưởng kinh tế thế giới trở lại tốt đẹp như trước thời kỳ COVID-19, mà tôi nghĩ là ít nhất phải thêm một đời tổng thống nữa. Vậy thì đối với Việt Nam, bầu cử Mỹ có những ảnh hưởng ra sao đến với Việt Nam ạ? Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực của Hoa Kỳ, và Việt Nam cũng xem Hoa Kỳ là một đối tác siêu quan trọng. Chúng ta có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu để phân tích về hai ứng cử viên này sẽ có lợi như thế nào trong quan hệ Việt-Mỹ và kinh tế Việt Nam đó, thì có thể nhìn nhận rõ một vấn đề là ông Trump thường thì ông ấy dùng Twitter và có những cái phát biểu không có lợi cho Việt Nam. Trong khi đó thì chính quyền Dân Chủ và chính quyền ông Joe Biden thì những điều đó Việt Nam vẫn chưa cải thiện, nhưng rõ ràng có vẻ như là chính quyền Biden dùng một cái cách khác, có nghĩa là họ dùng những cái kênh riêng để đối thoại và giải quyết vấn đề đằng sau hậu trường. Nhưng mà ở đây tôi nói thêm một điều nữa là không phải như vậy là Việt Nam đã không chuẩn bị cho kịch bản ông Donald Trump trở lại làm Tổng thống Mỹ, bởi vì với chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam đang rất thành công, thì tôi nghĩ rằng là với bất kỳ ai lên làm Tổng thống, Việt Nam cũng đã chuẩn bị hết tất cả các kịch bản. Bằng chứng, bạn còn nhớ là sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ đó, thì Việt Nam đã thành công trong việc vận động để ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc bấy giờ là Thủ tướng Việt Nam, là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng sau khi ông Trump lên làm Tổng thống. Và mới đây trong chuyến công du đến New York của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì cũng đã có một cái sự kiện khiến nhiều người bất ngờ, đó là tập đoàn Trump Organization đang có ý định đầu tư số tiền rất lớn vào tỉnh Hưng Yên, cho thấy là Việt Nam cũng hiểu được là với ông Trump vấn đề lợi ích là trên hết. Cho nên tôi mới nói là Việt Nam đã chuẩn bị hết tất cả các kịch bản, mà nói một cách dễ hiểu theo văn hóa của người Việt Nam thời nay hay gọi đó là Việt Nam đang dùng cái chính sách nhạc nào cũng nhảy. Anh có thể cho biết khi nào chúng ta sẽ biết được kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay không ạ? Về mặt cơ bản thì không thể nào chúng ta có thể biết được sau ngày 5 tháng 11 kết thúc. Bởi vì có những tiểu bang theo cái luật bầu cử của mỗi bang ở nước Mỹ nó khác nhau. Có nhiều tiểu bang họ chấp nhận cho đếm phiếu trước ngày 5 tháng 11. Và có nhiều tiểu bang thì đồng ý cho đếm phiếu bắt đầu từ ngày 5 tháng 11. Nhưng mà trong khi đó cũng có rất nhiều bang họ không đồng ý với cái việc là kiểm phiếu trước đó, mà họ phải sau ngày 5 tháng 11, ngày bỏ phiếu chính thức kết thúc đó, thì mới được diễn ra cái tiến trình đếm phiếu. Cho nên về mặt cơ bản chúng ta phải đợi ít nhất 4 đến 5 ngày sau ngày 5 tháng 11 thì mới có thể biết được kết quả, bởi vì đó là cái tiến trình thông thường ở tại Hoa Kỳ. Nhưng có một điểm đáng chú ý là nếu ở tại những tiểu bang chiến địa mà chúng ta thấy rằng là cái kết quả sau ngày 5 tháng 11 hoặc là vào cuối ngày 5 tháng 11 mà kết quả của hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris rất xích sao, rất gần đó, thì về mặt lý thuyết là đảng Dân Chủ, ở đây là bà Kamala Harris, sẽ có lợi hơn. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Thông thường những cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ đó là những cử tri gốc Latin và đa số là người nhập cư, mà những người thuộc tầng lớp này thì họ rất bận rộn với cái công việc đi làm kiếm tiền mỗi ngày, cho nên là họ đợi đến ngày
cuối cùng hoặc là thậm chí ngày 5 tháng 11 họ mới đi bầu. Cho nên là những cái lá phiếu đó sẽ được cộng vào sau đó 4-5 ngày. Sau ngày 5 tháng 11 hoặc là trong đêm 5 tháng 11, các tiểu bang chiến trường mà hai bên rất xích sao thì đồng nghĩa với việc là ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ rất có lợi ở tại các bang đó. Theo quan điểm của anh, trong trường hợp bà Harris chiến thắng thì Donald Trump có công nhận kết quả bầu cử không? Và xác suất xảy ra một vụ bạo động tại đồi Capitol như lần trước có cao không ạ? Ở Mỹ này thì giới quan sát chính trị và nhất là những nhà báo, họ có một câu nói đùa rất là vui, nhưng mà thực tế nó đúng như vậy. Đó là ông Trump trong cái ngữ vực và trong đầu của ông Trump không có từ thua, không có từ thua cuộc. Vâng. Và chưa bao giờ chúng ta thấy ông ấy nói và chấp nhận rằng ông ấy đã thua ông Biden 4 năm trước đó. Ngay cả là những người ủng hộ ông Trump cũng hiểu được điều đó. Cho nên là chúng ta thấy trên bề mặt truyền thông khi được báo chí hỏi điều này, họ cũng né tránh không trả lời trực tiếp. Và một lần nữa, tôi có thể dự đoán rằng là nếu bà Harris thắng, ông Trump cũng sẽ không chấp nhận với kết quả là ông ấy thua cuộc. Mà thậm chí, một lần nữa ông ấy sẽ cho rằng là kết quả này gian lận. Nhưng ở vế còn lại bạn hỏi, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không xảy ra cái việc bạo động tồi tệ như cái vụ ngày 26 tháng Giêng 4 năm về trước. Bởi vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì bạn nên nhớ rằng là sau cái biến cố đó đã có rất nhiều người giờ đây vẫn đang ngồi trong nhà rải rác các nhà tù ở các tiểu bang, bởi vì đã từng tấn công vào đội Capitol. Cho nên là tôi nghĩ là hình ảnh đó và những kết quả đó sẽ khiến cho những người ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt đó sẽ suy nghĩ lại trước khi họ làm điều đó. Rất cảm ơn anh với những thông tin chia sẻ vừa rồi, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ra sao. Còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tamda Group tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí cho các chi nhánh thuộc tập đoàn. Hợp đồng lao động dài hạn, công ty bảo đảm hợp đồng y tế và xã hội, bữa trưa miễn phí, lương thưởng theo tháng, năm và thâm niên làm việc, cống hiến. Đối với các công việc chuyên môn sẽ được công ty đào tạo bài bản, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số 774-808-220 hoặc gửi đơn xin việc qua email info@tamda.eu. Vào sáng 5 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Trường Thủy, Côn Minh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm công tác tham dự các hội nghị quan trọng tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các hội nghị này được tổ chức trực tiếp trở lại sau 6 năm, là dịp để các nhà lãnh đạo thảo luận định hướng hợp tác, giúp các cơ chế vững vàng bước sang kỷ nguyên phát triển mới. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Trung Quốc được kỳ vọng truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa tới tiểu vùng, khu vực và cộng đồng quốc tế. Tại các hội nghị lần này, bên cạnh các vấn đề truyền thống như kinh tế, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước biên giới, Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề mới, trong đó nổi bật là đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tại hội nghị GMS8, các lãnh đạo sẽ thông qua tuyên bố chung và chiến lược đổi mới sáng tạo cho phát triển GMS năm 2030. Chuỗi sự kiện lần này quy tụ đầy đủ các quốc gia dọc sông Mekong, cũng là những nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động tiếp xúc với các đại diện các chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và người dân các nước, nhất là với chủ nhà Trung Quốc. Đây là dịp quan trọng để Việt Nam thể hiện thiện chí hợp tác trên tinh thần cởi mở, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam với các nước thành viên, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng toàn diện. Chuyến công tác cũng nhằm duy trì đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cả cấp trung ương và địa phương phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ diễn ra liên tục trong 4 ngày làm việc, trên tinh thần hiệu quả, toàn diện và thực chất. Sáng 5 tháng 11, 2024, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Phiên tòa bước vào phần xét hỏi của Viện Kiểm sát đối với các bị cáo chủ chốt. Trả lời câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phủ nhận cáo buộc nắm giữ hơn 91% cổ phần, giữ quyền điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm mặc dù không điều hành SCB. Theo bị cáo Lan,
các khoản vay tại SCB chỉ nhằm mục đích tái cơ cấu SCB. Bị cáo cũng thừa nhận, nhận thức pháp luật còn hạn chế và cho rằng mấy chục năm qua chỉ biết kinh doanh và làm cho SCB tốt hơn. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng lý giải lý do xin gỡ kê biên hàng loạt tài sản có giá trị. Theo bị cáo, những tài sản bị cáo xin gỡ kê biên là những tài sản có liên quan đến hoạt động của Vạn Thịnh Phát. Bị cáo xin gỡ kê biên để lấy tiền duy trì hoạt động, chứ không phải vì mục đích cá nhân. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, với hơn 1.120 tài sản đã bị kê biên, đưa vào khắc phục hậu quả vụ án, nếu còn dư sẽ đi làm từ thiện, xây bệnh viện, trường học. Bà Trương Mỹ Lan cương quyết xin giải tỏa kê biên tòa nhà Saigon Times Square trên đường Nguyễn Huệ, quận 1. Theo bị cáo Lan, đó là tâm huyết cả đời của chồng bị cáo nên muốn xin lại. Ngoài ra, bị cáo Lan khai sẽ dùng dự án 6A tại huyện Bình Chánh để hoán đổi cho tòa nhà Saigon Times Square, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 11. Jens Bahusen, 49 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện sống cùng hai con ở thành phố Mainz, Đức, đã từng tới Việt Nam 3 lần. Những chuyến đi này đã giúp anh có cơ hội trải nghiệm nhiều phong cách ẩm thực khác nhau với đủ món ba miền. Vì tình yêu dành cho ẩm thực Việt, cũng như muốn các con có sự kết nối với văn hóa, truyền thống của quê ngoại, anh Jens đã quyết định học nấu các món ăn mang đậm nét đặc trưng của mảnh đất hình chữ S. Jens bày tỏ ấn tượng với ẩm thực Việt bởi mỗi vùng miền lại có nét đặc trưng riêng và mỗi món ăn đều được chế biến công phu từ nguyên liệu đến hình thức. Anh cho biết, việc nấu món ăn Việt không quá khó, nhưng để hoàn thiện một món ăn phức tạp cần phải hiểu được vai trò của từng nguyên liệu, gia vị trong mỗi món và phối hợp chúng sao cho hài hòa. Theo anh, món Việt thường được chế biến theo nhiều kiểu, với hương vị khác nhau, nên kỹ sư cơ khí người Đức cũng phải dành thời gian tìm kiếm đủ nguyên liệu khi muốn nấu một món nào đó. Anh cho biết, ở Đức có nhiều cửa hàng bán thực phẩm Việt Nam, nhưng đôi khi anh cũng phải tốn từ 2 đến 3 lần đi tìm mua nguyên liệu và nấu thử mới ra được món ăn hoàn chỉnh, có mùi vị đúng như mong muốn. Thậm chí có món, anh có mất từ 5 đến 6 tiếng mới có thể hoàn thành, bao gồm cả công đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Tính đến nay, Jens đã nấu được thành thạo khoảng 50 món ăn Việt Nam, từ món đơn giản cho đến những món phức tạp như bánh mì, chả giò, bún bò, bún thịt nướng, phở, bánh cuốn. Dù công việc bận rộn nhưng anh luôn cố gắng nấu món Việt mỗi tuần 2 lần để làm mới bữa ăn cho gia đình, cũng như giúp hai con có thêm sự kết nối sâu sắc với văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Thậm chí vào dịp lễ Tết, theo phong tục của người Việt Nam, ông bố người Đức cũng chuẩn bị mâm cỗ cùng các con, nấu những món truyền thống như thịt gà luộc, nem rán, bánh chưng, xôi gấc. Và những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ ngày hôm nay của Tamda Media. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và xin hẹn gặp lại trong điểm tin của ngày mai.